Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Sài Gòn ơi. Hiện tại thì em đang đứng ở trên đường Nguyễn Văn Linh ở khu vực Phú Mỹ Hưng, quận 7, Sài Gòn. Bây giờ đang là 8 rưỡi tối. Thì trong video lần này em sẽ quay cho mọi người xem về khu căn hộ cao cấp, một trong những khu cũng rất là nổi tiếng và phổ biến ở Phú Mỹ Hưng. Đó chính là khu Happy Valley. Khu này thì nó nằm ở trên trục đường Nguyễn Văn Linh đó mọi người. Em nghĩ nếu mọi người đi ngang trục đường Nguyễn Văn Linh thì chắc sẽ nhận ra cái khu này thôi. Thì hôm nay em sẽ đi một vòng bên ngoài cái khu Happy Valley này để quay cho mọi người xem về tiện ích của cái khu Happy Valley ở bên ngoài thì có gì nha. Thì mọi người cũng thấy hiện tại em đang đứng phía đối diện với là Crescent Mall nè mọi người. Khu Hồ Bán Nguyệt đó, cái chữ C, Crescent Mall nè. Đây là cái mall, cái tòa nhà cao cao đó chính là cái văn phòng. Đây không biết có thấy không nữa, văn phòng đây cao cao nè. Văn phòng của Phú Mỹ Hưng mọi người đây. Bên đây là một khu khác nữa, bên kia cầu là khu Scenic. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đi về cái khu mà Happy Valley thôi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đi, mọi người cùng đi với em nha. Thì trước tiên khi chúng ta thấy là vừa mới đi vào đây là sẽ có một cái chốt chặn bảo vệ nè. Thì cái đường vô hiện giờ á, đây là cái đường xe chạy mọi người. Đúng ra em phải đi trên cái đường trên đây bên đây như vậy. Nhưng vì hiện tại trời tối quá, khu vực này em thấy là có vẻ như cái đường này người ta không có bật đèn, không có lắp đèn á, nên cũng khó. Mà quay kiểu rõ nét cho mọi người xem được. Thì bây giờ em sẽ quay vào buổi tối trước đi. Rồi ở những video sau này em sẽ quay vào buổi sáng cho mọi người xem. Đó mọi người có nghe tiếng dế không? Khu bên đây khi mà những cái chỗ mà rừng cây nhiều á thì sẽ nghe tiếng dế thôi. Thì cái mật độ cây xanh ở Phú Mỹ Hưng thì luôn cao rồi. Những cái căn ở đây thì cũng thoáng đó mọi người, xa xa nhau. Thì cái khu Happy Valley này xây dựng xong á, giao nhà thì những cái căn đầu tiên giao là vào tháng hình như vào cuối năm 2015 á. Thì những cái căn hộ ở đây đã được giao cũng hiện tại đang là 2020. Thì những cái căn ở đây đã được giao tầm cũng 5 năm rồi mọi người. Nhưng nhìn cũng mới lắm. Đây là một trong những cái đường vô nè. Cái cửa kiểm soát an ninh ở đây. Bên ngoài là khu thấp tầng. Đây, hồi nãy chúng ta đi từ cái hướng ở ngoài kia. Đó cái đường xe, những cái xe đang chạy đó là Nguyễn Văn Linh. Bây giờ em đang đi vào bên khu bên trong rồi. Rồi chúng ta tiếp tục đi thôi nha. Và hiện tại thì dạo gần đây em hay có thói quen đi qua bên khu Phú Mỹ Hưng này đi bộ tập thể dục vào buổi tối mọi người. Nên em cũng muốn quay video để cho mọi người xem luôn về cái khu Phú Mỹ Hưng này thì nó ra sao. Thì ở đây em thấy bên khu Phú Mỹ Hưng này có thể là đất người ta nhiều mọi người. Nên người ta hay làm những cái chỗ xe vậy nè, ở bên ngoài trời như vậy. Thì bên đây là một bên là cây xanh. Cái này là nó làm như cái hàng rào cây xanh vậy á. Còn một bên là các tòa nhà, căn hộ cao cấp. Đây là các shop house nè mọi người. Thì em thấy cái mật độ shop house ở đây nó không có nhiều, chỉ vài căn thôi, kiểu như vậy nè. Đó, mọi người cũng thấy. Ui, đi qua đây thì chúng ta thấy mấy con pet nhiều lắm mọi người. Đó, chủ. Rồi, đây là một cái đường kiểu cái đường cắt vậy á. Thì thường như là giữa bốn tòa hay là sáu tòa gì đó thì sẽ có một cái đường cắt ngang như vậy. Thì ở dưới những cái đường này là những cái shop house. Rồi bây giờ chúng ta đi dọc theo cái trục này tiếp nhau mọi người. Thì video này mọi người cứ xem mà đi lòng vòng với em chơi đi. Tại vì đây em muốn đi qua tập thể dục mà. Thì em thấy bên đây nè, Lô H. Đây là một cái quán phở bị chói à. Ở trong video đã bị chói rồi, chắc là mọi người sẽ không thấy được. Thôi chúng ta tiếp tục đi di chuyển nha mọi người.
Thì nếu mọi người có coi cái video về khu Sky Garden của em quay á, thì mọi người cũng sẽ nhận ra những cái đặc điểm chung của khu Phú Mỹ Hưng. Thì thứ nhất là mật độ cây xanh rất là nhiều. Thứ hai là khu những cái khu căn hộ Phú Mỹ Hưng thì cái lượng người nước ngoài ở rất là đông. Nè, mọi người thấy đây là cái khu cửa bảo vệ nè mọi người. Phải đi vô trong đó, bên khu phân trong, cái phần bên trong á là khu nội khu rồi. Đó, các bé nó đang giỡn về bên khu nội khu bên trong á. Hiện giờ chúng ta vẫn đang đi ở khu bên ngoài thôi mọi người. Thì chúng ta không có, nếu chúng ta không có thẻ, không có cư dân, chúng ta không có vô được khu nội khu được. Đó. Đi làm vòng chơi thôi. Phía dưới những cái tòa này bàn giao thì như em nói là tầm 2015, nhưng ở khu phía dưới này là có một hình như có hai căn, hai ba tòa vậy đó, là mới xây dựng gần đây thôi. Mà Phú Mỹ Hưng định vị cái phân khu bên đây dưới đây nó cao cấp hơn, dùng từ là Happy Valley Premier vậy đó. Như cái này phân khu cao cấp của Phú Mỹ Hưng nè mọi người. Đây. Em quay về hướng con đường để chúng ta đi nha. Đó. Cái tòa nhà ở khu Happy Valley này vậy nè. Thì em thấy ở đây người ta đi bộ như vậy nè mọi người. Đó. Những khu vực bên đây thì người dân thấy em thấy người ta xin đi bộ hơn. Một phần là cây xanh nhiều rồi, một phần là đường xá nó cũng vắng đó mọi người. Rồi thuận tiện cho việc đi bộ. Nên đây, mọi người thấy hồi nãy một cái trạm bảo vệ. Đây là một anh bảo vệ đang ngồi đó nè. Rồi. Chúng ta vẫn đi tham quan tiếp thôi. Đi lòng vòng chơi mà. Đây em thấy đèn có để mấy cái tấm affix quảng cáo biệt thự cảnh quan Premier. Thì những căn mới Phú Hưng ta đang quảng cáo là biệt thự cảnh quan. Hình như những cái này nè, em thấy những cái này là chưa có sáng đèn. Nên theo suy đoán của em thì nó sẽ là những cái khu này. Đây là đường ra vô của xe hơi. Cái xe luôn, chắc đường cái xe. Đó, ở cổng có hai bảo vệ. Đó, cái cổng này mọi người thấy đi chút xíu là sẽ có bảo vệ. Đi chút xíu là có bảo vệ. Hiện tại chúng ta đang nằm ở trong khu nội khu rồi mọi người. Những cái đường trước mặt của mọi người vẫn là cũng là đường nội khu rồi. Nó thông qua các dự án khác nhau thôi. Đó, kiểu như con đường đằng trước đó, nếu chúng ta đi cái hướng đó thì sẽ thông qua khu Sky Garden. Khu Sky Garden là cái khu mà bữa trước em vừa mới quay và cũng đã lên video rồi đó. Thì mọi người cũng muốn coi về cái khu Sky Garden vào ban đêm á thì cứ click vào đường link ở phía trên bên phải nha. Em để đường link phía trên cho mọi người xem. Còn cái khu mà nếu mà chúng ta quẹo hướng bên đây nè, đi qua đó là sẽ về cái khu mà Green Valley, cũng là hướng đi ra bệnh viện Pháp Việt đúng không mọi người. Đó. Thì hiện tại cái khu đất trống này mọi người thấy không, đây là một cái chốt bảo vệ nữa nè. Cái khu đất trống này cũng là nằm trong đất của Phú Mỹ Hưng rồi. Nói chung hiện tại toàn bộ cái đường này hiện tại ở đây đang là đường nội bộ Phú Mỹ Hưng. Thì đây là cái căn mà bên đó đang quảng cáo là biệt thự cảnh quan nè mọi người. Xây thấp thấp bự, chưa có giao nhà nên vẫn còn vắng. Rồi. Chúng ta đi tiếp nha. Thì mọi người thấy là hiện giờ ở đây nè, rất là đông người đi bộ tập thể dục. Thì cũng như em vậy đó, đang đi bộ tập thể dục. Rồi sẵn tiện em quay cho mọi người xem thôi. Đây. Khu bên đây nó sáng sủa hơn. Bên đây này, từ đằng xa xa đó là khu Sky Garden đó mọi người. Đất bên đây vẫn còn nhiều lắm. Nhưng hiện tại đây những cái khu này là đất nội khu hết trơn rồi. Những cái đường quẹo bên trái là đường về Sky Garden. Đi thẳng đó là sẽ ra khu Green Valley bên mấy bên kia kìa. Bên đó nó có cái sân golf nữa. Sân golf chứ. Để đánh golf. Rồi, bây giờ chúng ta lại tiếp tục di chuyển thôi. Em thấy bên tay trái em là có anh bảo vệ nè. Đang ngồi trực. Rồi. Hiện tại mọi người thấy em đang đi cũng ngay trên đường mọi người.
thì cũng như em nói là qua những cái khu vực này thì em cũng khá là yên tâm hơn, không có sợ bị giật máy như cái khu nội ở trong trung tâm. Đây cái bảng của cái Happy Valley Premier nè, là những cái khu này, những cái căn này chứ, xin lỗi mọi người. Đây cũng chưa giao nhà người ta chứ. Đó mọi người cũng thấy là bên trong là cái khu sau những cái hàng rào này, cái khu nội khu. Thì hình như là cái căn hộ cái bên cái khu Happy Valley này thì nó bự lắm mọi người. Thường từ 80 mấy cho tới 100 mấy hoặc là 200 mét vuông không à. Cái khu căn hộ của Happy Valley thì nó khá là bự. Đây. Nè, em thấy trước mặt là Lock N nè. Thì hồi nãy chúng ta đi bên đó đó. Em đi cái đường đằng trước đó đó. Đây là cái đường hồi nãy một cái đường cắt thôi. Bây giờ em sẽ đi dưới sắt cho mọi người xem nha. Đi vào xong rồi đi ngược lại. Rồi lại đi qua bên kia xong đi vào đi ngược lại. Nè, những cái ô để xe như vậy nè. Đó. Thì em thấy bên đây là đất nó còn người ta còn nhiều mọi người. Nên không có bị cái tình trạng gọi là bị hết chỗ để xe hơi. Thường em thấy những cái khu mà căn hộ trong trung tâm á thì thường người ta không có đủ chỗ để xe hơi. Đây hôm nay là khu lóc này lóc o này. Đó. Khu em mở này em quay bên kia mọi người xem mình. Rồi. Đó. Thì những cái căn này mọi người thấy vậy chứ nó bự lắm. Đa phần là diện tích lớn không à. Chúng ta cứ đi dạo tiếp nha, hướng bên kia. Nè, thấy một anh rap đang chở một cái bạn đến. Anh này cũng đi tập thể dục nè mọi người. Đó, cái anh này cũng đi tập thể dục. Đang giống như em vậy nè, đang đi tập thể dục này nọ đây. Thì mọi người cũng thấy là với cái không khí ở đây, lượng cây xanh này cũng nhiều. Rồi đường xá rộng rãi, lề đường bự, không có bị lấn chiếm này nọ, thì nó tiện để chúng ta đi bộ thể dục hơn. Nó là một anh bảo vệ đang đi tuần. Rồi chúng ta đi tiếp tục đi lang thang tiếp nhau mọi người. Thì nãy chúng ta đang đi một cái vòng tròn thôi à, một cái vòng tròn bao quanh cái khu ngoài ở cái dự án Happy Valley này. Mấy ở đây có cái trường mầm non. Thì thường những cái trường mầm non này ta mở phía dưới cái shop house á, là để phục vụ cho cư dân của shop house đó mọi người. Đây, ở đây có một cái trạm bảo vệ nè. QR15 gì đó. Hình như đây là cái đường để xe đi xuống. Thì ở trong đây là nội khu nè mọi người. Trong cái hàng rào á, nội khu rồi. Thì hiện tại em không có thẻ để có thể vô được khu bên đây. Thì cái cảm giác của em đi bên đây thì nó rất là thoải mái và yên tĩnh. Cư dân ở bên phía quận 7 này thì đa phần lịch sự nữa, ít nghe hát hò này nọ mọi người. Rồi nói chung là vẫn còn cũng còn khá là vắng. Đây là khu vui chơi bên trong đó. Thì ở đây là cái đường, ở đây là mấy cái căn mà shop house hiếm hoi em thấy là đang mở cửa, quán trái cây. Rồi chúng ta đi coi luôn nha. Em thấy là khu ca, đây là khu ca. Một khu này thì thấy có vẻ đúng ở đây nhộn nhịp hơn. Em thấy ở đây người ta để xe ở bên ngoài cũng khá là nhiều, nhìn cũng khá là giống nước ngoài. Rồi cái không gian này cũng rất là giống. Đó. Đây là một cái quán cà phê. Phiêu phở cà phê đó. Đó này khu y. Hồi nãy chúng ta đi hướng tút bên kia. Chúng ta đi cái vòng ở bên dưới bên kia. Em đi ra tới giữa ấy, rồi em quay những cái cụm này cho mọi người xem. Đó. Thì như em nói mọi người là em trong cái video kênh của em thì em muốn chia sẻ những khu đẹp đẹp cho mọi người xem thôi, cũng không có lý do gì hết, thích nợ thôi.
đường ra. Ở đây có một cái đường ra theo một mấy anh cư dân đang đi, giờ mới đi cái đường này ra. Rồi. Thì bên đây em thấy mấy cái kinh doanh này nọ nó cũng yên tĩnh á, không có sâu bồ lắm. Ê, em thấy cái này cái đường cầu thang nè mọi người. Này cũng hơi lạ nè. Cầu thang có để kiến bên ngoài nữa. Thì thường không biết phải cái này cầu thang thoát hiểm không ta. Thường cái khu cầu thang thoát hiểm thì người ta xây cũng là kính bên trong, mà cái này là em thấy có bên ngoài nữa. Không biết phải tại đây là có dự án này là có thang bộ đi nữa, mà lại nhìn ra đường xá bên ngoài được nữa. Thì lúc bạn giao cái nhà này thì hình như cái giá hồi trước hình như tầm 40 triệu mét vuông mọi người. Khu này 2015 40 triệu cũng gọi là khá cao á. Cao. Không, cái giá 40 triệu năm 2015 là cao lắm mọi người. Không phải cá cao rồi, cao lắm. Tại cái thời điểm đó thì căn hộ cũng chưa có bùng nổ ở Sài Gòn hiện tại nữa. Với lại bên đây là giá diện tích lại lớn luôn. Diện tích toàn trăm mấy mét vuông mà. Báo mọi người có thấy những cái đường nội khu nó cứ như vậy nè. Yên tĩnh. Thấy có anh taxi đang đợi. Đây, cái bảng đội bảo vệ. Có gì thì cũng lại gọi. Thật ra nãy giờ chúng ta đi vòng vòng cũng thấy đông bảo vệ rồi. Nghĩ những cái nội khu thì cũng khó mà có việc chuyện gì xảy ra lắm. Cũng thấy là đa phần là nó cũng khá là vắng. Không có đông người, vắng người. Thì cái khu yên tĩnh vậy lại vắng người thì chắc ít tệ nạn hơn. Bất động sản thì mình cũng thấy là nè, tiếng Việt bên đây như để tiếng Hàn nè, thì có nghĩa là bên cái khu bên đây thì người Hàn Quốc cũng ở cũng khá là đông, nhưng không có nhộn nhịp bằng khu Sky Garden. Sky Garden ở khu bên kia kìa, đó bên mé bên đó khu Sky Garden. Tại bên đó nó là một cái quần thể luôn mọi người, nó như một cái town vậy á, Korean town rồi, đông hơn. Còn mấy khu căn hộ bên đây thì nó có vẻ nó tách biệt nhau hơn, nó không có gắn kết á. Tại bên kia ngoài trừ là mấy chục block tòa nhà căn hộ thì nó còn có nhà phố rồi khu biệt thự nữa. Thì mấy cái đó người ta mở quán ăn rồi nhà hàng rồi quán cà phê phục vụ người Hàn rất là đông. Và lại là cái khu bên đó xây dựng trước năm 2010 là khu Sky Garden 3 xây năm 2010. Chưa kể tầm năm 2006 là năm 2006 là khu Sky Garden 1 và Sky Garden 2 đã xây dựng rồi. Thì bên đó thì nó lâu đời hơn bên đây là gần 10 năm lận. Nên bù lại thì chắc cái lượng người nước ngoài á, người ta chọn ở bên đó nó cũng đông rồi. Thành một cái... Đây có trạm bảo vệ này. Thôi, nó đi tiếp thôi. Thì bên đó khu... Em tiếp tục nói là bên cái khu Sky Garden đó thì cái cộng đồng á, cộng đồng người Hàn Quốc á, người ta ở cũng lâu đời rồi, người ta thành lập một cái như là một cái cộng đồng lớn rồi. Và lại bên đó thì cái giá thuê nó tốt hơn bên đây. Đây, đường vừa xe vô máy, xe máy vào được rồi. Đó. Thì đây những cái đường này cũng nằm trong nội khu Phú Mỹ Hưng luôn mọi người. Bên kia cũng vậy. Bây giờ chúng ta đang hoành ra lại đường Nguyễn Văn Linh rồi. Đây. Bây giờ mọi người xem. Bây giờ chúng ta đang ở đường Nguyễn Văn Linh nè mọi người. Thì ở đây thấy có cái bảng nè. Khu vực cấm tụ tập buôn bán hàng rong, phạt tiền từ 100.000 đến 200.000. Thì mọi người thấy là khi mà đã để cái bảng này rồi, có nghĩa là khu bên đây người ta đã thông báo là cấm bán hàng rong rồi. Thì mọi người thấy nãy giờ đi trên đường thì đúng là chúng ta không có thấy các
những người bán hàng rong ở đây. Thì một phần đây là quy định của khu Phú Mỹ Hưng. Em thấy thường trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng thì cũng thật sự là không có thấy những cái người mà để kiểu như mọi người thấy nãy đi trên đường, có lúc mà đi trên những cái đường mà ở Sài Gòn á, thì mọi người thấy người ta bày bán ở ngoài đường này nọ cũng nhộn nhịp. Thì riêng cái khu Phú Mỹ Hưng này thì cái tình trạng nó gần như là không có. Thì có lẽ là bên đây người ta cũng cấm những cái việc đó. Chắc là để em nghĩ là chắc là người ta quy hoạch khu đô thị á, hoàn chỉnh này nọ, thì người ta chỉ để nhưng mà để đường này nọ, những cái lề đường này là cho dành cho người đi bộ. Này, ở đây có một cái SkyMart. Thì những cái này cũng khá hoạt động phổ biến với người Hàn Quốc. Bây giờ cái đường ở đây của em là đường Nguyễn Văn Linh á. Bây giờ em sẽ đi dẫn mọi người đi thẳng ra ngoài. Thẳng lại cái địa điểm mà khi mà chúng ta bắt đầu quay video này. Thì tối thì đây là cái khung cảnh buổi tối ở khu Phú Mỹ Hưng quận 7. Xét là chúng ta đang ở khu Happy Valley. Thì các cái cửa hàng này đây là những cái shop house ở phía dưới cái khối đế nè mọi người. Nhưng đây là cái mặt ngoài của khu của đường Nguyễn Văn Linh. Giờ thì cũng tối rồi, khu này nó không có nhộn nhịp được như các khu trung tâm. Kiểu bởi cái khu quận 7 này á, thì nằm ở phía nam, ở các khu trung tâm thành phố nên cũng còn được gọi là Nam Sài Gòn nữa. Thì mọi người nhìn thấy những cái hoa nọ được cắt tỉa rất là đều. Mọi người xem, đó mọi người thấy không? Nãy giờ em đang đi ở trong đây thì chỉ cái cây ở đây, những cái hoa này thì được cắt tỉa rất là đều. Thì xét về mỹ quan đô thị thì khu Phú Mỹ Hưng này người ta quy hoạch cũng bài bản lắm mọi người. Chú trọng cây xanh nhiều, môi trường sống á. Thì chúng ta cứ chạy, đây là cái đường Nguyễn Văn Linh. Thì cái bên kia là đi chiều đi lên hướng đó. Bên kia xa xa là cái trung tâm thương mại Crescent Mall á, khu Hồ Bán Nguyệt á. Bây giờ chúng ta cứ đi chờ một tí mọi người sẽ thấy thôi. Từ xa xa khu Hồ Bán Nguyệt. Tôi cho là bán rượu nè mọi người. Wine Premium. Mấy cửa hàng này bán rượu kinh đẹp quá. Đó. Mọi người nhìn thấy cái hàng rào á, bên phía trong cái hàng rào này á là nội khu rồi. Nhìn vậy chứ chúng ta không thể nào đi vô bên cái khu nội khu bên trong có được đó. Đây cái mặt shop house thôi, chứ không có đường chúng ta đi vô. Nếu mà có cái cổng á thì nó sẽ có, một là có bảo vệ, hai là sẽ có vân tay hoặc là thẻ từ thì chúng ta mới có thể vô được. Chỗ này là chỗ bất động sản đó, rao cái bất động sản tuyển nhân viên này nọ. Đây là thương hiệu bếp này, bán đồ nội thất đó. Đồ thi công nội thất đó. Rồi chúng ta lại đi ra lại cái nơi mà bắt đầu cái video này. Đó mọi người thấy xa xa không? Cái mon đó, một cái chữ C đó, Crescent Mall đó mọi người. Rồi, chúng ta đang đi ra lại cái đường vào của cái khu mà Happy Valley. Thì trong video lần này em dẫn mọi người đi một vòng mặt ngoài thôi, mặt ngoài những cái khu căn hộ của dự án Happy Valley ở khu Phú Mỹ Hưng quận 7. Mọi người cũng thấy là một vòng như vậy thì em vừa đi vừa nói nọ cũng mất khoảng 24-25 phút. Đó, coi như là một vòng đi tập thể dục thôi mọi người. Thường thì cái anh kia này, anh chạy nãy giờ luôn rồi đó. Xin mời mọi người xem. Trước mặt em không có chạm chốt bảo vệ nè. Đó, cái anh đó nãy giờ em thấy ảnh chạy lòng vòng ở đây.
Rồi, hồi nãy em bắt đầu video em quay hướng bên đó đó mọi người. Đông xe. Chúng ta đang hướng về khu Restaurant đó mọi người. Bên kia. Bên kia Restaurant rồi. Đây bên đây là cái cũng là cái khu căn hộ nè. Đây. Cái đường nãy chúng ta đi nè, hồi nãy em đi khu vực bên kia. Nên mọi người thấy nó tối đó. Giờ đứng ở đây em quay cho mọi người xem. Thì nè. Đây là cái tờ quảng cáo nè của mấy căn mà hồi nãy khai xét khúc bên trong em nó premier á, biệt thự cảnh quan. Quảng cáo là biệt thự cảnh quan. Rồi view từ góc này cho mọi người xem nha. Rồi. Cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn rất là nhiều vì đã đón xem video này của em. Thì cũng là một video quay linh tinh ở khu vực Phú Mỹ Hưng quận 7 thôi. Thì đây là quay về cái khu dự án Happy Valley của chủ tư Phú Mỹ Hưng quận 7 ở Sài Gòn, chính xác là khu Nam Sài Gòn. Mình cũng thấy là khu vực này ban đêm mà như vậy đó. Thì hôm nào em sẽ quay thêm vào buổi sáng để cho mọi người xem về cái, tại vì nếu buổi sáng thì mọi người thấy rõ về mật độ cây xanh ở bên đây. Những cái cây này thì cây xanh đó mọi người, mà tối quá không có đèn nữa nên chúng ta cũng không thể nào thấy được á. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi video tới giờ phút này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo trên kênh Sài Gòn ơi. Nếu mọi người mọi người đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn ơi để nhận được những video mới nhất của kênh. Thì em sẽ cố gắng đi quay những cái địa điểm mà em cảm giác là đẹp, thú vị để gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em có thêm động lực ra thêm nhiều video mới nữa nha. Đây, đây cũng là một khu căn hộ nè mọi người. Bên phía bên kia sông. Cái này xây sau cái sau lưng em. Rồi, bye bye mọi người. Hẹn gặp lại những video tiếp theo trên kênh Sài Gòn ơi.